Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YoFit cùng với series những bài tập luyện dành cho người mới bắt đầu. Và ngày hôm nay mình cùng với Tiến sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài tập mà để phát triển cái vùng xô ở phần lưng rất là tốt. Đó là cái bài tập gọi là dumbbell row, hay còn gọi là tập xô với tạ đơn. Và để cho các bạn có thể hình dung được cái động tác này nó như thế nào thì xin mời Tiến sẽ thực hiện khoảng 5 rep cho cái động tác này để các bạn có thể hình dung được nó như thế nào. Rồi, 1 2 3 4 5. Rồi, ok. Thì vừa rồi Tiến đã thực hiện khoảng 5 rep. Thì là mình muốn nói về cái vấn đề coi như là những cái kỹ thuật cũng như là lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện cái bài tập này cho các bạn có thể nắm rõ được hơn. Thì đầu tiên về phần sit up, các bạn sẽ chọn một cái mức tạ vừa phải và vừa với khả năng của mình. Và cái lỗi đầu tiên khi mà mình tập luyện cái bài này thì mọi người hay chọn một cái mức tạ thiệt là nặng để tập được. Coi như là thứ nhất là để cho mình cảm thấy mình ngầu hơn, thứ hai là mình có thể mình kéo được, mình nghĩ nó sẽ là ăn được vào nhiều gọi là ăn vào cơ nhiều hơn, mà tuy nhiên đó không phải, nó sẽ làm cho cái động tác của mình mì lung lay, nó không có được ổn định lắm. Thì chọn một cái mức tạ vừa phải và mình sẽ đứng hai chân rộng bằng vai, hai mũi chân chích ra ngoài để tăng thêm cái độ thăng bằng cho cơ thể trong cái bài tập này. Rồi tay mình sẽ bám vào một cái cục tạ ở trên rack cho mình có một cái tạo được một cái cơ thể hơi chúi về phía trước, ngực hơi ưỡn lên, bả vai siết lại. Rồi ok. Rồi khi mà mình tập á thì cái đường đi của tạ nó sẽ đi từ phía trước ra phía sau như thế này đó, đi từ trước ra sau tạo thành một cái hình vòng cung đó, tạo thành một cái hình vòng cung. Rồi thì mình muốn nói tiếp về một cái lỗi sai cơ bản là thường thì mọi người hay tập kéo thẳng cái cùi chỏ lên đây luôn, kéo mạnh lên đây luôn đó. Thì cái điều này nó không cần thiết, bởi vì khi mà cái cùi chỏ lên tới đây là nó đã hết cái phần áp lực lên cơ xô rồi, mình kéo lên được nửa tới đây luôn thì nó cũng chả mang lại một cái lợi ích gì, mà nó còn gây thêm mình mệt sức nữa, ngoài ra còn có thể gây thêm một cái vài cái chấn thương khi mà bạn tập luyện một cái mức tạ nó thách thức đối với bản thân mình. Rồi kế tiếp là cái gọi là bị đung đưa quá nhiều, không có ổn định. Khi mà mình đưa cái thanh tạ từ phía trước và sau đó mình gọi là đung đưa quá nhiều để mình ăn gian á, mình tập nặng mình ăn gian mà đó, mình hay đung đưa như vậy thì thực chất ra nó đã là lấy cái lưng mình nó tập rồi, chứ không phải là dùng tay để nó kéo lên nữa. Coi như là nó bị ăn gian hết cái phần chân này, nó lan áp lực rồi, cho nên là mình phải cố gắng mình cố định được cái phần thân dưới của mình để cho mình tập trung được tối đa cái phần lực tác động vào cái phần xô để nó phát triển một cách tốt nhất. Tiếp theo nữa là cái phần bả vai, thường á không có ưỡn lưng khép ngực thì cái bả vai mình nó sẽ bị lỏng ra, và thường thường nó sẽ, nếu mà vậy nó sẽ lấy cái khớp vai mà nó tập thôi, thì điều này thật sự ra là không tốt một tí xíu nào. Thứ nhất là nó gây tác động xấu lên ổ khớp vai, thứ hai là nó không tác động được lực vào cái phần nhóm cơ mình muốn xây dựng là ở đây. Rồi tiếp theo nữa là cái phần khi mà mình ham tạ nặng, mình sẽ quăng tạ, khi mà mình tập nặng quá mình quăng tạ thì điều này có sẽ gây lên dập chân, hoặc là cái tạ mình nó tròn, nó lăn, nó gây chấn thương cho những người tập xung quanh nữa. Thì mình mới khuyên là mọi người chọn một cái mức tạ nó vừa phải thôi. Và cái điều sai lầm cuối cùng đó chính là tập không đều bên, có nghĩa là các bạn bắt đầu tập cái bài này với cái mức tạ nó nặng đúng không, các bạn tập bằng một cái tay thuận của mình kéo hết sức luôn, mình kéo ví dụ cho mình cho là 15 cái đi, mình kéo hết sức rồi xong mình chuyển qua tay trái mình tập, cái mình đã kéo hết sức bên tay phải rồi, bên tay trái mình mệt quá, mình tập được mới có 10 rep hoặc là 12 rep rồi mình ngưng, thì điều này về lâu về dài nó sẽ gây ra lệch cơ không mong muốn giữa hai bên. Thì mình muốn nói là các bạn nên tập bằng bên yếu trước và chạm tới một cái mức mình hoạch định sẵn ban đầu, có nghĩa là khoảng từ 10-12 rep, và bên tay mạnh mình cũng tập 10-12 rep luôn, thì nó sẽ đều cân bằng ở hai bên.
Rồi, thì trên đây là tất cả những kỹ thuật cũng như là những cái lỗi sai thường hay mắc phải ở bài dumbbell row, hay còn gọi là bài tập xô với tạ đơn. Thì mình mong muốn rằng cái clip này sẽ cho các bạn thêm một cái cơ sở để mình tham khảo và mình cải thiện kỹ thuật cũng như là mình rút cái kinh nghiệm của mình sao cho mình tập được cái bài này một cách tốt nhất để xây dựng lên một cái phần lưng xô chữ V rất là đẹp. Rồi, nếu như các bạn có thêm thắc mắc gì về cái động tác này thì hãy vui lòng bình luận ở bên dưới phần comment để mình cùng với đội ngũ do fit có thể giải đáp ngay tới cho mọi người một cách nhanh nhất. Rồi, nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để đội ngũ do fit có thêm động lực và ra thêm nhiều cái video hướng dẫn tiếp theo cho mọi người. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip sau.